Cô Hà, bạn nhìn gì ạ? Cái xe đó mình nhìn hơi quen quen. Xe hơi nhiều chiếc, chiếc nào cũng giống nhau mà. Cô chừng bạn nhìn lộn á. Nhưng mà mấy người trên xe bước xuống mình nhìn cũng quen quen nữa. Thì nhìn từ sau lưng ai mà chẳng giống ai. Thôi, giờ lẹ lên. Hôm qua mình đi chơi nguyên một ngày, bữa nay mà giờ trễ rồi chết với ba mẹ mình luôn á. Không mà quên, bánh nè, ăn. Chị, xin chào hai con. Chào chú. Bữa hôm nay chú vui quá ta. Đương nhiên là vui rồi, bởi vì hôm nay cả ngày chú ở bên cô giáo Trúc mà. Ủa, nhà chỉ có hai đứa hả? Mọi người đâu hết trơn rồi? Dạ, ba con á đang trốn bà Sương cho nên không có dám ra ngoài đâu. Còn hai đứa nhỏ đang ở trên phòng. Ồ, nói vậy ba con vẫn còn trốn trong phòng hả? Ba con á không có dám ra ngoài đâu. Bà Sương á nhất định bắt ba con vô bệnh viện á. Đáng đời, ai biểu á tối ngày ăn hiếp chú làm chi? Kỳ này á phải nhốt ổng trong nhà mấy tháng trời cho ổng tởn chơi. Thôi bây giờ á chú lên gặp dê dê đây, đi nha. À chú ơi, Ừ? hôm bữa qua Hồng Đen qua đây kiếm chú, bộ chú có hẹn à, chú quên phải không? Đúng rồi đúng rồi, chú hẹn với Hoàng Đế. Ây da, chú sao sao chú lại quên ta. Nhưng mà không sao, chuyện đó không quan trọng. Nếu mà không gặp được ngày đó thì hôm khác gặp ha. Cảm ơn nha chị, chú đi nha. Chị nha. Chi, sao đánh nhà phép thuật đột biến xong rồi mà chú còn hẹn với Hoa Hồng Đen làm chi vậy? Thì cái đó là chuyện của chú với Hoa Hồng Đen, có gì đâu mà anh phải thắc mắc. Thì anh hỏi cho có hỏi vậy mà. Thôi nha, em không thích nhắc tới cái tên Hoa Hồng Đen nữa, nghe chưa? Biết rồi. Biết là tốt. Sao con? Sao gặp ông con thủ thế dữ vậy? Ông sắp la con. La con chuyện gì? Thì chuyện con cho con chân bột ăn trúng bộ phép thuật đó. Cái đó ông la rồi mà, ông sẽ không la nữa đâu. Ông lên đây á là muốn nói với con chuyện khác. Chuyện gì vậy ông? Chuyện ở thế giới phép thuật đó mà. Chuyện con phá ruột còi vòng đúng không ông? Vậy trên đó họ tính phạt con ra sao? Lẽ ra lần này á là con bị bắt về thế giới phép thuật để chịu phạt luôn. Nhưng các nhà phép thuật của Phán Liên Lão nể tình con có công trong việc con bắt được nhà phép thuật đột biến, cho nên tha cho con lần này. Nhưng mà nè, lần sau á sẽ không có dễ dàng vậy đâu. Nhưng mà dù sao, chuyện con phá nát ruột cầu vồng cũng đã mang lại một số điều tốt. Điều tốt Ừ. là sao hả ông? Chỉ biết vậy thôi. Bây giờ đi ngủ đi, mai còn đi học sớm nữa. Ông xuống dưới nha. Dạ. Ngủ ngon. Ông ngủ ngon. Ừ. Yến đẹp chưa kìa. Hoàng Lan con đứng ra ngoài này nè con, quay một vòng đi. Hoàng Lan mày mặc đồng phục đẹp quá. Con cũng muốn mặc đồng phục giống chị đó bà. Ngọc Yến ráng nha, một năm thôi. Ngọc Yến vô lớp 1 nè, đó tha hồ mặc đồng phục mặc tới chán luôn. Bà cho con học trường nào mặc đồng phục đẹp đó nha bà. Ừ, đi đi, tới giờ đi học rồi con. Dạ, cô mẹ con đi học. Mà Ngọc Yến nè, đi học phải ngoan, không có được chọc ghẹo bạn bè hết chứ. Con biết rồi. Cô gái mẹ hôm nay đẹp quá à. Đưa mẹ đi học. Ừ, đi học quen nha. Dạ.
Sao mà lâu dữ vậy ta? Nè, em chờ cái gì vậy? Thì em chờ Gia Gia với Suri. Chờ hai đứa nó làm chi? Cứ để cho tụi nó ngủ. Ê, chị xuống đây. Anh nói nghe nè, ở trong báo đang giới thiệu cái khu vui chơi mới nè. Anh định lát nữa rủ hai đứa con mình đi chơi, em đi không? Anh nói gì vậy? Thì anh rủ mấy đứa nhỏ đi chơi, em làm gì nhìn anh dữ vậy? Anh không nhớ hôm nay là cái ngày gì hả? Ngày gì là ngày gì? Là ngày mấy đứa nhỏ tụ trường đó. Tụ trường là sao? Là ngày mấy đứa nhỏ phải đi học lại đó. Thiệt không? Thiệt chứ sao không thiệt? Thiệt thì là anh không biết thiệt đó hả? Dạ, thưa ba. Dạ, thưa ba, mẹ đi học. Vậy là giờ hai đứa con đi học quá hả? Dạ. Dạ. Ủa, mà sao ba hỏi gì kỳ vậy? Là hết ở nhà rồi hả? Dạ. Ủa, hai đứa con đi học rồi ba ở nhà ba chơi với ai? Thôi, hai con đi học đi nha. Dạ. Đi học ngoan giỏi nha. Dạ. Anh á, làm gì mà khó coi dữ vậy? Càng ngày càng giống con nít à. Vô lớp ngồi rồi nhớ tao mình vô cho coi. Thôi mà Thu Hà, bạn phải cố gắng bình thường lại đi. Tao thấy Hồ cũng đã bình thường lại rồi mà. Không lẽ bạn định buồn hoài vậy sao? Ê, thấy Hồ, bạn sao vậy? Mình nhớ mình vô. Cái gì? Tính bạn cũng vậy luôn hả? Bữa nay là bữa đầu tiên mình đi học, không có mình Vũ đi chung đó. Thôi, dù sao lớp mình cũng sắp có một học sinh mới mà. Lỡ nhiều khi ngồi đó yêu như mạnh Vũ thì sao? Đi. Chắc là học sinh mới rồi đó. Chờ sao hai bạn đi trễ quá vậy? Tại vì đợi Huy nè. Còn mình thì không nhớ để đâu một đầu, phải kiếm cách nhà luôn á. Học sinh đó. Huy chẳng xem cái mùi xuống. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Cô rất là vui mừng được thông báo với các em cô sẽ tiếp tục là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình. Bộ em không thấy chán cho năm nào cũng đi gặp cô hả? Đầu tiên cô sẽ thông báo với mấy em là chúng ta sẽ không được tiếp tục học với Mạnh Vũ nữa, bởi vì bạn ấy phải về quê ở với mẹ. Nhưng ngoài ra chúng ta có một tin vui nữa, là lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Bây giờ cô giới thiệu cho các em làm quen nha. Cô mời em. Xin giới thiệu với em, đây là anh là ai vậy? Vệ sĩ. Anh tới đây để làm gì? Làm công việc của vệ sĩ. Hình như tụi mình gặp cái ông này ở đâu rồi á. Anh làm vệ sĩ cho ai? Cho em. Ê, Thu Hà, cái thằng ở đó, cái thằng mà ở nhà sách mà nó dành cuốn sách với tụi mình đó. Rồi cái ông đó là cái ông đi chung với nó luôn. Ừ, mà là hai người hôm qua tụi mình thấy trên xe hơi đó. Không ngờ học sinh mới của lớp mình lại là một cái thằng công tử lúc nào cũng có người đi kè kè kế bên đó. Dạ thưa cô, em là Minh Tuấn. Giới thiệu với các em, đây là bạn Minh Tuấn. Mấy em cho bạn một tràng pháo tay. Chỗ của em ở đâu cô? Em ngồi đó được không cô?
Cô ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giờ học đầu tiên. Mời anh ra ngoài. Tôi mời anh ra ngoài. Tôi hả? Dạ đúng, mời anh đi ra. Không có được. Tại sao lại không được chứ? Nhiệm vụ của tôi là phải theo sát cậu chủ 24/24, không thể tách rời nhau được. Nhưng mà anh cứ đứng ở đó thì làm sao tôi tập trung giảng bài được? Chứ lại còn các em học sinh nữa. Trường ở đây quy định anh không được đứng ở đó. Vừa lòng cô chưa? Anh vệ sĩ, đi ra ngoài với tôi. Yes. Chán thiệt là chán vậy đó. Đã không được đi chơi với mấy đứa nhỏ rồi, bây giờ còn bị vợ la nữa. Mấy cái đứa con mà cũng kỳ, làm gì mà phải đi học chứ. Ở nhà chơi với ba tụi nó thêm vài ngày nữa có chết ai đâu. Chán quá. Mình đi vô phòng phép thuật, lấy cái nón tàng hình ra, chạy vòng vòng phá chơi. Nhìn cái mặt này là mình thấy ghét à. Ừ, thấy ghét thiệt. Hôm bữa trước lúc tụi mình đi nhà sách, nó còn giành sách với Ngọc Dân nữa đó. Hay là có khi vẻ bề ngoài là như vậy, thật ra là không phải. Gì mà không phải chứ. Theo như kinh nghiệm đầy mình của mình rồi nha, thì cái thằng đó chắc chắn là chưa không được đâu. Thì hồi đó không phải bạn với Mạnh Vũ cũng nghĩ vậy về Suri sao? Thì đó là tai nạn nghề nghiệp. Đúng rồi, tai nạn nghề nghiệp. Nhưng mà lần này mình chắc chắn luôn á. Có khi bạn Lan nói đúng thì sao? Mới vô thì mình cảm thấy chưa có quen, nhưng mà chơi một thời gian cũng khác à. Bạn mà cũng nghĩ vậy hả Ngọc Dân? Ừ. Bạn thấy sao Suri? Theo mình á, là tụi mình nên làm quen trước đi. Bởi vì sau khi làm quen thì tụi mình mới biết được chứ. Được rồi, bây giờ ai trong tụi mình sẽ ra làm quen? Hoàng Lan đi, bạn là lớp trưởng mà, bạn đi làm quen đi. Mình hả? Ừ. Thôi thôi, mình không có rành mấy cái vụ làm quen này đâu. Vậy thôi, Thái Hồ hoặc Suri đi. Con trai với con trai dễ nói chuyện hơn mà. Thôi, để mình đi cho. Thái Hồ, nhớ cười cho đẹp để gây thiện cảm nha. Yên tâm. Chào bác, mình là Thái Hồ. Mình là Thái Hồ. Có hỏi tên đâu mà nói.
Vợ mình này biết ngay là anh mà. Ra anh giỡn có xíu rồi, làm gì mạnh tay dữ vậy? Anh giỡn gì kìa, anh cứu đợi em hai cái đâu. Anh ở không biết làm chuyện gì hết trơn á, phụ việc nhà với em thì không phụ ha, lo kiếm cái chuyện gì giỡn kỳ cục phá bách muốn chết. Làm gì phá bách, tại nhà buồn quá không có chuyện gì làm, anh mới đem em ra em giỡn xíu thôi bộ. Anh tắt cười không, bộ em là cúp bế hay thú nhồi bông hay sao anh em ra anh giỡn? Em nói thiệt với anh nha, Surin uống chơi ba cái trò mà cổ điển gì. Sao em biết Surin không chơi? Tại em không thấy. Hết vui, đi đổ rác. Em đổ rồi. Vì vui lại rồi. Em, đổ rác rồi thôi mình chơi 50 không? Không. Hết vui lại. Vậy đúng tông chưa nổi thằng đó mà. Người gì đâu mà kỳ cục gì không biết. Đúng là kỳ lạ gì chứ. Không lẽ tụi mình mới học chung với một người như vậy cả năm trời sao? Mấy bạn học chung còn đỏ, chứ mình còn phải ngồi ghế bên nó nữa chứ. Tôi đã nói với anh rồi, anh mà cứ tiếp tục đứng trong lớp của tôi như vậy, không những anh làm cho tôi không thể giảng bài, mà học sinh của tôi cũng không thể học được nữa. Tôi đã nói với cô rồi, nhiệm vụ của tôi là phải bám sát cậu chủ. Chúng tôi tuy hai nhưng mà một, không thể tách rời nhau được. Tôi nói thiệt với anh á, tôi không biết nói như thế nào cho anh hiểu nữa. Tôi cũng không biết nói với cô như thế nào. Nè, thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm, nhưng tôi yêu cầu anh không được đứng cạnh các học sinh của tôi. Thôi được rồi, cô muốn làm gì cô làm, nhưng tôi phải đứng gần cậu chủ của tôi. Các em ngồi xuống đi. Cô xin lỗi. Do có nhiều chuyện xảy ra cho nên giờ học của chúng ta phải trễ hơn bình thường. Thôi bây giờ mấy em dỡ sách ra, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên. Hôm nay do có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cho nên các em hãy cố gắng chịu đựng cái sự khó chịu này. Cô sẽ sớm giải quyết. Bây giờ mấy em mở tập ra. Mấy cái móc này hư hết trơn rồi, kêu anh thay giùm, anh cũng không chịu thay nữa. Con sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hả? Con đang treo cái rèm cửa, con bị giật chân rồi. Trời ơi con. Ê, trời ơi, mấy cái chuyện này sao? Con mấy cái chuyện này sao con không để chồng con có làm mà con làm vậy? Tại vì mấy cái móc này nó bị hư hết rồi, khó máng vô lắm. Con nói với ảnh á, mà ảnh cứ nói là để đó đi, rồi ảnh quên mất tiêu luôn à. Cho dù nó có quên đi nữa, con cũng đừng có tự làm chứ con. Chết con rồi mẹ ơi. Đau lắm, chắc rạch gân rồi. Để mẹ lấy dầu xoa bóp cho con. Ngồi yên nha. Dạ ngồi dạ nha. Dạ. Trời ơi. Dạ, cậu chủ muốn nước không? Tôi đi mua. Tôi khỏi, không cần đâu. Nếu anh khát thì đi mua nước uống đi. Dạ, nhưng mà... Cứ đi đi, tôi muốn ở lại một mình. Dạ. Anh Tinh Trung. Ủa? À, mặc đồ này là định đi về hả? Về nhà ăn cơm, tôi bụng quá. Về ăn cơm mà sao giọng nghe buồn hiu mà quẩy quẩy quá vậy? Đang có chuyện bực bội đây nè. Có chuyện bực bội hả? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
nghĩ con có bực không? Hồi nãy đang đông khách quá trời vậy đó, kêu tôi mới gọi điện về nhà, tính là kêu vợ tôi ra phụ cho người ta. Vậy mà không biết ở nhà cô làm cái gì đó. Nó nói là không ra, tôi năn nỉ ra giùm mạnh đi. Nó không ra là không ra, nhất quyết không ra. Một mình tôi quay vòng vòng tôi chóng mặt gần chết. Thường ngày em thấy chị hay ra phụ anh lắm mà. Hồi xưa, xưa thiệt là xưa rồi. Hồi xưa còn siêng năng ra để phụ của tôi. Thời gian sau này nè, không thấy bóng dáng đâu có trơn trời. Cái hoàn cảnh của anh á, giống y chang hoàn cảnh của em bây giờ. Sao giống?